Hello Papa. Hello, chào các bạn. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Papa at Home. Rồi, chiều nay nhà mình ăn gì nè Papa? Bún bò nè. Đó. À, má nấu bún bò hả? Bún bò nha các bạn. Cái món bún bò này là cái món tuổi thơ nha. Các bạn nào mà có ở dưới quê á, thì các bạn sẽ biết cái món bún bò này. Là nấu theo cách của Papa nha, không có theo một cái chương trình, hay là không phải là bún bò Huế, mà cũng không phải là bò kho, mà là bún bò này. Bún bò này là hồi xưa má mình ở nhà, ở dưới quê má mình bán ở trong xóm đó nha. Thì để coi Papa nấu làm sao đây nè ha. Rồi, Papa giới thiệu nguyên liệu đi nè Papa. Nè, bún bò có bò nè, thấy không? Bò này thịt gì, bò gì đây má? Thịt bò bắp với nạm. Bắp bò, nạm bò ha. Rồi má đã rửa sạch rồi, cắt sẵn từng miếng vừa ăn ha. Rồi. Má có ướp gì trong đây không? Mình như thấy cái này ướp rượu với gừng. Hàng chi đã có cái mùi gừng với rượu sẵn rồi ha. Rồi, kế tiếp sẽ là nguyên liệu gì nữa đây nè? Nguyên liệu nè, cái này là gia vị bò kho nè. Tức là nấu cái món bún bò này mà má cũng dùng cái gia vị bò kho. Gia vị bò kho ha. Cái này là dầu điều nè, cũng bỏ chung luôn. Dầu hạt điều ha. Rồi. Cái này là bột nấm ha. Rồi. Muối nè. Muối ha. Cái này là ớt sa tế nè. Ớt sa tế nha các bạn. Ớt sa tế để bỏ vào nêm chung ha. Rồi gì đây? Cái này là bột năng nè. Hũ bột năng. Để làm tạo gì? Cho nó như hơi kẹo kẹo vậy đó. Tạo độ sánh cho cái nồi bún bò nha. Yeah. Rồi. Cái gì đây? Củ cải đỏ nè. Củ cải đỏ với sả cây. Sả cây. Rồi, là nguyên liệu bao gồm bao nhiêu đây ha? Rồi. Rồi trước khi mình nấu thì mình sẽ làm gì má hả? Trước khi phải ốp nè, ốp trước. Mình phải ốp gia vị trong cái thịt bò này ha. Rồi. Cái này là cũng muỗng này á nha. Một muỗng hả? Thì các bạn tự nhắm đi nha. Papa nấu là theo cái cách nhắm rồi. Cái này cũng muỗng nha. Mà bột bò kho xong bây giờ tới dầu điều đổ vào ha. Rồi gì nữa đây? Rồi bột nấm nè. Rồi bột nấm nha các bạn. Để vào. Muối nè. Muối tất cả trộn vào. Rồi cho một miếng sa tế vô. Khoảng nửa muỗng ớt sa tế, ăn cay hay là cay nhiều cay ít là khẩu vị thôi, tùy theo khẩu vị từng nhà ha. Rồi trộn lên rồi. Rồi đơn giản vậy thôi ha, chứ việc vậy là trộn lên thôi ha. Thấy có màu rồi đó nha má. Lâu lắm rồi á, mà Thỏ mới nấu lại cái món bún bò. Nhớ là quê nhà. Đó, bún bò tuổi thơ đó. Sáng là ngày nào cũng ra phụ má bán bún nè, ở trong xóm nha các bạn ha. Má mình là bán bún ở trong xóm, mà bán hủ tiếu, bán đủ thứ món em ha. Bún riêu, hủ tiếu, cái gì cũng bán hết luôn á. Lâu quá mới ăn lại món này này, để coi kết quả ra sao nha. Có giống như mùi vị ngày xưa không nha. Cứ trộn đều như thế này ha. Rồi cũng khoảng nửa tiếng. Mình để cho nó thấm trong vòng nửa tiếng ha má hả? Dạ. Thấm rồi đó. Bây giờ má chuẩn bị xào bò đây hả má? Chuẩn bị nè, xào cho nó săn. Xào bò nha. Rồi. Chảo nóng rồi nha các bạn. Wow. Thổi vào xèo xèo ha. Cho bò vào. Chảo nóng là bà Thỏ đã bỏ thịt bò vào trong chảo nha các bạn ha. Hồi xưa đó là ở dưới quê mình là má mình bán bún này nha, trong xóm. Ai mà từng ăn qua bún bò của chị Sủ thì sẽ nhớ cái món này nha. Bún bò chị Sủ nha. Nó sần sần lại. Cứ xào tới xào lưa, đợi tới lỡ lưa vậy thôi. Bán là 4 giờ là phải dậy rồi. 4 giờ dậy hả má hả? Dậy là bắt đầu nấu bánh canh,
bún bò vậy đó. Vừa làm vừa nhớ quê hương ha. Nhớ là ngày xưa bán đồ bún bò nhất ở chợ đó nha. Nhớ những ở chợ ra mấy cái mối ở chợ đó. Nhớ những mối ở chợ nha. Rồi nó xăng rồi mình sẽ đổ nước vô nấu hay sao? Xăng rồi bắt đầu mình đổ nước vô nấu, nấu cho nó mềm. Gần mềm rồi đó, bắt đầu mình thả củ cải vô, củ cải đỏ vô vậy đó. Còn thả gần chín mới, gần chín là mềm á, mới đổ vô. Khi mà giữ cái đồ thơm. Thịt bò xanh rồi ha. Rồi bỏ bây giờ bỏ cái nước vô hả bỏ? Cái nước vô để hầm đó hả? Cho nước vô hầm luôn. Bún bò thì cái nước bún phải nhiều phải nha. Nước nhiều. Nước nhiều không đó ha. Rồi bây giờ chỉ để hầm cho nó cho nó mềm ha. Để hầm rồi cho mềm nè rồi. Rồi gần chín thì má bỏ sả cộng vô hả má? Đúng. Gần chín là bỏ sả cộng vô, bỏ củ cải đỏ vô. Vậy đó. Vậy là xong ha. Nồi bún bò của bà Phở sao rồi Phở? Rồi mềm rồi nè. Đâu? Mềm nè. Wow. Củ cải cũng mềm luôn nè không? Đó, bây giờ để miếng bột vô nè. Bây giờ má quậy bột năng má để vô nè. Để vô cho nó kẹo. Bún bò chị sủ là bỏ bột năng vô. Cho cái nướng nó đặc lại chút xíu ha đó. Mà không có phải đặc quá như là bò kho nha các bạn ha. Tại vì cái này là bún bò ha. Thơm quá trời thơm đó. Có củ cải đỏ nha các bạn ha. Có ngọt, có cái gì? Bắp bò. Nạm bò ha đó. Thơm quá trời thơm luôn. Bây giờ là còn chờ đợi gì nữa? Để ra tô thôi các bạn ơi. Chuẩn bị ăn bún bò nha. Chúc bún bò chị sủ nha. Bà Phở ra tô nha các bạn ha. Chuẩn bị ăn bún bò với bà Phở nha. Tô bún của bà Phở đã ra rồi các bạn ơi ha. Đây là bún bò nha. Bún bò dưới quê. Bún bò theo kiểu của bà Phở nấu nha. Bún bò chị sủ ha. Ngon quá ha. Cái nước lèo ha. Sánh sánh đặc đặc ha, bún ha. Rồi bò thì mềm vừa tới ha. Rồi củ cải đỏ ha. Ăn cái gì đây bà Phở? Đây, có muối ớt nè, chanh nè. Ăn cái muối ớt chanh nha các bạn ha. Rồi rau ăn kèm thì có cái gì nè? Đây, giá nè. Lá quế nè, ngò gai nè, bắp chuối. Wow đó. Hấp dẫn quá, đói bụng quá. Rồi bà Phở thử miếng bún đây nè. Đây, ăn bún này nhớ quê hương quá ha. Phải miếng rau ha. Miếng miếng kém đó. Miếng giá ha. Rồi phải chút xíu gì đây? Cái này lá quế. Cũng cây nhà lá vườn nha. Ồ gai. Đó, để dậy vậy cho nó ăn đó. Đói bụng rồi, xịt ra. Không là nhớ hồi xưa. Ai mà ở dưới quê mình thì biết cái món bún bò này nha. Mà đặc biệt là ở dưới xóm mình mới được. Chấm miếng thịt bò với muối ớt chanh nha các bạn ha. Mềm tới hả má? Mềm ngon. Rồi, vậy là cả nhà mình cũng phải cùng nhau ăn bún bò thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you. Nếu mà các bạn thích thì các bạn nhớ like và chia sẻ cái video này cho bà Phở nha. Bye bye. Thank you.